Vụ việc gã đàn ông phóng hỏa đốt nhà ở thị xã Sông Cầu, Phú Yên làm 4 người bỏng nặng đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Đối tượng được xác định là Trần Văn Phúc, 44 tuổi, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, Phú Yên. 4 nạn nhân bị bỏng nặng gồm anh Vinh, vợ là Trần Thị Mỹ Linh, 38 tuổi, cùng hai con của anh Vinh là cháu Nguyễn Trần Mỹ Hoa, 5 tuổi và cháu Nguyễn Hữu Bảo Long, 3 tuổi. Dù đối tượng đã bị bắt giam, tuy nhiên nỗi đau vẫn đeo đẳng cả 4 người trong gia đình anh Vinh. Bởi dù đã cố gắng để cứu vợ con khỏi trận hỏa hoạn, nhưng hai con của anh Vinh bị bỏng rất nặng và đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh đau lòng khi cháu Long 3 tuổi, con anh Vinh bị bỏng nặng phải quấn băng kín người, đang nằm quằn quại khóc thét lên vì đau đớn đã được một người dân ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người xót xa. Kèm theo đó là dòng chia sẻ: đứng ở phòng bên này nghe con khóc mà sốt ruột quá. Người lớn mâu thuẫn mà đốt cả nhà, người bỏng nặng như vậy có ác quá không? Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip, cho bé toàn thân quấn băng trắng đang gào khóc vì đau đớn. Bé không ngừng gọi bà ngoại ơi, bà ngoại ơi, cứu con. Lo lắng cho bé sẽ đụng trúng vết thương, các bác sĩ phải buộc bên tay và chân cho bé vào giường bệnh để đảm bảo an toàn. Theo dõi đoạn clip khiến nhiều người không khỏi xót xa rơi lệ, bởi ở độ tuổi của cháu bé đáng nhẽ ra đang được vui chơi, được yêu thương chăm sóc chứ không phải chịu đựng nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần chỉ vì mâu thuẫn của người lớn.